Quang, em Quang Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục phối ghép cho tất cả bác một bộ combo đến từ Mỹ. Hàng thì các bác thì khối với vàng rồi. Thì hôm nay bên em ghép cho tất cả bác là một chiếc đói B-Way CS1200X này. Một Wasup đơn bass 50 của hãng B-Way 118. Sup hơi nha bác nha. Đấy. Và một đôi lo B-Way BR12, một full bass 30, một chép ke. Đó, tiếng cực kỳ hay. Và combo vang cơ lãi số và micro Gutin. Với bộ này thì các bác chơi gia đình thì cực kỳ là phê, với tầm mức giá lanh quanh dưới 40 triệu. Dưới 40 triệu nha bác nha. Có hình lên cho bác về chỉ việc ghim điện và hát. Thì combo này thì có bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em. Em sẽ thử cho tất cả bác cùng lắng nghe. Mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe về chất âm của bộ combo này nha. Thì con đói này một kênh em đánh sub và một kênh đánh full. Kênh B thì em đánh là cặp full bass 30 nha. Và kênh A thì em đánh con sub đơn này. Rồi đường sub thì sẽ lấy từ trên vang xuống này. Từ trên vang đường sub bao xuống. Còn một kênh độc lập thì bên em full thì lấy ở phía bên ở phía bên đường ao ra vùng vang. Đấy. Rồi ok nha bác nha. Thì mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm trước rồi em sẽ giới thiệu về cái cấu hình này cho tất cả bác cùng lắng nghe. Chất âm thì phải gọi là cực kỳ là hay và rất là đẳng cấp nha bác. Và khi kết nối một bộ dàn âm thanh như thế này, các bác karaoke và nghe nhạc phải gọi là quá ok luôn, quá tuyệt vời. Với mức giá dưới 40 triệu nha.
các bác nào có nhu cầu mua sắm lễ thì bên em sẽ bán lễ, còn các bác muốn mua nguyên combo như thế này thì bên em sẽ bán nguyên combo. Đó. Với mức giá bán lễ ra cho cái bộ combo này từng món thì chúng ta cộng lại là tầm 41 triệu. Còn các bác nào lấy nguyên bộ như thế này thì em để cho các bác giá là 38 triệu thôi nha. 38 triệu thôi. Đó. Rồi, các bác sẽ tiết kiệm được là 3 triệu khi các bác mua nguyên bộ combo như thế này. Đó. Sản phẩm bên em gồm một van cơ lãi số Goutin, một micro Goutin, một con bao B-Way CS 1200X đời cao nhất của đời CS, đời hết số nha. Chạy 32 sò sách, công suất là 900W trên một kênh. Đó, điện là 100V. Một quả súp đơn B-Way súp hơi bát 50 và một đôi loa full B-Way BR12 với một bát 30 một chiếc kèn. Thì với cấu hình như thế này thì em sẽ hướng dẫn cho các bác sử dụng. Về dòng van cơ lãi số Goutin á, thì ở đây các bác thấy là dòng này nó sử dụng chip giải mã 48bit DSP cho chất âm chất cực kỳ là hay, tiếng diễn và sáng chi tiết. Với 8 chế độ FPS cho các bác chơi hiện tại, thì nếu mà các bác chơi karaoke gia đình thì thường chúng ta sẽ chơi ở chế độ thứ 5 và thứ 6 nha. Ở đây phần FPS thì chúng ta sẽ có chế độ chỉnh delay, switch và driver. Tùy theo ý thích của các bác có thể dùng một cái tua vít đây, các bác có thể dùng tua vít và các bác chỉnh theo ý thích của mình. Đó. Và khi chỉnh cân bằng xong rồi, chúng ta sẽ có cái volume tắm của FPS này. Volume tắm FPS chúng ta sẽ tăng giảm chế độ lớn nhỏ của FPS tùy theo các bác cần. Đó. Và bên này thì chúng ta sẽ có hai cái mic micro cho các bác chơi micro dây ở phía trước này, và phía sau là có 3 đường micro cho các bác chơi micro không dây, khỏi cắm phía trước cho khỏi vướng nữa nha. Còn micro phía trước dành cho micro có dây. Phần airway của micro thì chúng ta cũng sẽ có chỉnh được bass mic chết và bên music cũng vậy nha. Thì tại vì chúng ta đang ghép một quả sub và một quả và hai qua full, thì khi mà đánh vào có sub thì chúng ta sẽ cắt đi cái dạ, âm thanh dây dạ trầm dạ bát ở trên cái lo full này nha, để tiếng của lo full nó sẽ sáng hơn nha bác nha. Đấy, tiếng nó sáng hơn và chúng ta sẽ chỉ lấy mỗi cái âm trầm của cái qua bát này thôi, đó là khi đó thì ở cái dạ bát của bộ phần music này, giải bát phòng music này chúng ta sẽ ngắt hết nha bác nha, ngắt hết giải bát. Đó, nên là các bác nghe tiếng nó cực kỳ là sáng tiếng và chi tiết luôn. Đó. Chúng ta sẽ lấy mỗi cái giải âm trầm này thôi, âm trầm ở sub, và âm trầm ở sub thì ở phía sau chúng ta sẽ lấy từ cổng sub out, tín hiệu từ cổng sub out để chúng ta cắt giải tầng. Ngoài sau thì nó sẽ có cổng sub out để cắt giải tầng. Ngoài đây, đây nha bác nha. Đây, em lấy từ cổng sub out này. Đó. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái bass volume và phần cách giải tầng của sub bass. Đấy. Nên là nó rất dễ dàng. Chúng ta sẽ cắt được cái âm thanh và chúng ta chỉ lấy được lấy cái giải trầm ở qua sub bass hơi này. Sub bass hơi dòng B-Way nha bác nhá. Đây, B-Way bass 50. Đấy, hàng rất đẹp nha bác. Rất đẹp luôn. Từ 22K100. Từ 22K100 nha. Thùng nhựa bọc ní, thùng gỗ bọc ní nha bác nhá. Đó. Cực kỳ là đẹp. Cạnh phía trước đó. Đâu này thì bên em có giới thiệu rồi. Các bác cần hình ảnh chi tiết thì alo cho em gửi hình ảnh chi tiết. Cái sub này thì bên em có nguyên một đôi nha. Đấy, B-Way 118 thì bên em có nguyên một đôi. Các bác nào cần một đôi thì báo một đôi nha. Còn lễ thì mang lễ. Rồi, giờ thì em sẽ test qua chế độ vang nhại của mic của cái bộ dàn âm thanh này cho các bác cùng lắng nghe nha. Đấy, sử dụng micro Goutin nha bác nha.
1 2 3 4 5 6 7 khi mà chúng ta lên âm thanh thì nó sẽ chỉ lên mỗi cái phần lọc full như vậy nha, tiếng ta nó sẽ sáng hơn và tiếng micro nó sẽ dày hơn. Đó. Lên 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 2 2 5 6 7. Đó là ở phần chế độ thứ thứ 5 nha bác nha. Rồi em sẽ chuyển qua thứ 6 cho bác xem. Level 2 2 5 6 7 8 9 10. Rồi. Đó là về phần bộ âm thanh đây. Đó. Giá bán lẻ thì hiện tại thì bên em vang Gutin 5 Epic thì có giá là 3.6 triệu nha mọi người, 3.6 triệu. Về micro thì sẽ có giá là 3.5 triệu nha. Còn con BYCS 1200X thì có giá là 13.700.000, 13.700. Đó là giá bán lẻ nha bác nha. Bác lá nguyên combo thì em để tròn là 38 triệu. Đó. Còn BY sub đơn BY 18 có giá là 10 triệu một quá nha, 10 triệu một quá bác, từ 22 con trăm. Và đôi lo full 30 một chiếc kè BR12 cũng có giá là 10 triệu luôn. Đó. Thì các bác lấy nghiên combo thì alo cho em nha. Tất cả đều là của hãng B-Way, chỉ có trừ ngoại trừ là cái combo vang và micro là của hãng Gutin. Rồi các bác nghe qua lại một lần nữa về chất âm của sản phẩm và cùng xem video nha. Xin phép dừng video đây nha. Các bác nào cần có nhu cầu mua sắm những sản phẩm hàng karaoke thì liên hệ cho con qua số điện thoại chúng ta biến màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.